tắt thị trường chứng khoán Hàn Quốc ngày 18 tháng 6 năm 2024. Kospi tăng 0,72% và Kosdaq đóng cửa với mức giảm 0,0%. Hãy cùng điểm qua các tin tức chính về thị trường chứng khoán Hàn Quốc hôm nay. Cổ phiếu liên quan đến dầu khí lại tăng vọt với thông tin chính phủ và tập đoàn dầu khí quốc gia Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc họp chiến lược phát triển mỏ khí đốt biển sâu ở biển Đông vào ngày 21. Theo sàn giao dịch Hàn Quốc ngày 18, tính đến 10 giờ 25 phút, mỏ dầu ANKOR của Hàn Quốc đã tăng 30% so với ngày giao dịch trước đó và chạm mức giới hạn trên ngoài ra, Korea Petroleum 18,35% và Hungu Petrochemical 11,81% được xếp vào nhóm cổ phiếu liên quan đến dầu mỏ cũng đang cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. T-Robotics, một công ty sản xuất và phát triển robot trong nước, đã sớm đạt được hiệu suất của robot chân không 8.6G cho OLED. T-Robotics công bố vào ngày 18, robot chân không thế hệ thứ 8.6 được phát triển lần này là thành quả của dự án phát triển công nghệ vật liệu và linh kiện của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng. Đây là một dự án quy mô lớn với tổng chi phí dự án là 21,5 tỷ won trong vòng 4 năm. Rocket Healthcare đã thông báo vào ngày 18 rằng họ đã ký hợp đồng bán hàng ở châu Âu, bao gồm Vương quốc Anh, 7 quốc gia Ban Can và Bulgaria. Tổng quy mô hợp đồng là khoảng 56,6 tỷ won trong 5 năm. Với hợp đồng này, công ty đã đạt được thành công lớn trong chiến lược mở rộng thị trường toàn cầu. Netmarble tiếp tục tung ra các tác phẩm mới trong nửa cuối năm. Bắt đầu với Rising The Seven Deadly Sins, các tác phẩm mới như King Arthur, Legend Price, RF Online Next và Demis Reborn đang chờ đợi. Đặc biệt, Rising The Seven Deadly Sins đang thu hút sự chú ý vì là một tác phẩm mới của Ned nhà phát triển bộ truyện bán chạy lâu năm 7 đại tội, Grand Cross của Ned BHI đã đến thăm Uzbekistan với tư cách là phái đoàn kinh tế và ký thỏa thuận kinh doanh với chuyên gia nhà máy công nghiệp địa phương IEC Energy LLC với mục đích thành lập một công ty. Vào ngày 18, một biên bản ghi nhớ đã được ký kết. Bắt đầu với thỏa thuận này, hai công ty có kế hoạch cùng phát triển, thực hiện và hợp tác trong nhiều dự án sản xuất điện tại địa phương. SM Entertainment đã thông báo vào ngày 18 rằng WayV sẽ tổ chức chuyến lưu diễn solo đầu tiên và thúc đẩy các hoạt động tích cực toàn cầu. WayV sẽ tổ chức buổi khai mạc hoành tráng 2024 WayV Concert on the Way tại Nagoya vào ngày 17, 18 tháng 8 và sau đó tại Kobe vào ngày 22 đến 23, 28 tháng 9. Korea Alcohol Industry, công ty ethanol lớn nhất Hàn Quốc, đã thông báo vào ngày 18 rằng họ bắt đầu vận chuyển ethanol có độ tinh khiết cao cho pin thứ cấp. Tháng 10 năm ngoái, Korea Alcohol đã ký hợp đồng cung cấp ethanol có độ tinh khiết cao dùng cho pin thứ cấp cho một công ty sản xuất hóa dầu trong nước. Quy mô hợp đồng là khoảng 270 tỷ won và sẽ được cung cấp trong 5 năm kể từ năm nay. Tin tức đáng chú ý trong phiên giao dịch tiếp theo, ngày 19 tháng 6 năm 2024. Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ quốc khánh 16 trên 6. Interbatter Europe được tổ chức lần đầu tiên tại châu Âu vào năm ngoái, dự kiến sẽ được tổ chức tại Munich, Đức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, giờ địa phương, năm nay biên bản cuộc họp quyết định chính sách tài chính của ngân hàng Nhật Bản. Theo dõi Bắc Kit VN để cập nhật tin tức tài chính Hàn Quốc.